Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá vừa rẻ vừa ngon. Và hôm nay em phải lên tận miền núi xa xôi Cần Thơ để em lấy được một chiếc xe như thế này về cho các bác. Một chiếc xe 2020 chạy được gọi là 3 năm rồi, nhưng mà chất xe thì vẫn còn rất là cứng đẹp và xe mới chạy được có 2,7 vạn thôi các bác nhá. Vâng, chạy được 2,7 vạn, dàn lốp còn zin nguyên và chất xe thì đồng sơn xe, sơn zin của xe vẫn còn nguyên bản đây này. Đấy, 2020 xe còn cứng và em này thì sử dụng động cơ máy là 1.4, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 5 lít mốt đối với đường trường. Và đây cũng là một cái dòng xe vừa lành vừa bền vừa tiết kiệm, đặc biệt là kiểu dáng rất là trẻ trung và chiếc xe của người Việt, mình là người Việt thì tiêu dùng hàng Việt các bác ạ. 2020 3 năm rồi nhưng mà chủ xe đi vẫn còn rất là giữ gìn. Nội thất xe thì gần như là còn nguyên bản luôn, có được thêm một cái màn hình Covax rồi. Và cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của xe thì cũng tương đối là ít. Và cái dòng này thì được rất nhiều người đi thì đã đánh giá là đây cũng là một cái dòng xe khá là ổn định, không hề bị lỗi một tí nào, đồ nghề thay thế sửa chữa rất dễ dàng. Và xe thì đảm bảo zin tuyệt đối, từ kính cho đến sơn si cũng như là máy số gầm bệ là xe là đảm bảo nguyên bản cho các bác nhé. Tư nhân chính chủ biển 65A26451. Và bác nào mà yêu muốn mua một chiếc xe đến từ Cần Thơ, thành phố Cần Thơ thì các bác alo ngay cho em Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869158926. Sơn si xe thì là sơn zin tuyệt đối rồi. Đấy, nên là các bác về là không phải nghĩ ngập nhá. Và còn toàn bộ các cái mặt cata lăng của xe này. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ mặt cata lăng của xe đây. Còn ngon cứng luôn. Đấy, nhựa cản đồng đều sạch sẽ, logo VinFast hình chữ V cánh chim. Đấy, của xe là còn nguyên và logo hình chim lạc đấy, logo hình chim lạc các bác ạ. Thế còn về phần đèn thì đây là một thiết kế của chiếc xe mà đèn zin nguyên bản với đèn halogen. Đấy, trong vắt luôn này, không hề lỗi lầm, đèn bình vị ánh sáng vàng. Và riêng cái dòng đèn này thì nó rất là bền bỉ các bác nhá. Giá rẻ nhưng lại bền bỉ, thay thế đơn giản dễ dàng. Đấy, toàn bộ sơn cản của xe kể cả các cái phần nhựa này là không hề bị chảy xước. Đấy, không hề bị chảy xước và đèn là không có ố mốc rạn nứt tí nào. Đấy, toàn bộ nhựa của xe là còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn nhựa đầu này. Đấy, nguyên bản nhá, nhựa đầu nguyên bản luôn, không có độ chế được cái gì, không có sửa tí gì. Đây có vết chảy xước nhỏ nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì các bác nhá. Đấy, bác nào mà muốn mua xe đẹp, xe ngon thì cứ qua bên em. Cái này là chầy này, cái này là chầy thì cái này em sẽ cho xịt tút spa lại các bác nhá. Còn toàn bộ sơn tôn cản của xe là còn nguyên nguyên. Đấy, nguyên bản luôn. Và em này thì kính là còn zin. Đấy, xe là đảm bảo cho bác là không có đâm đụng va chạm. Đấy, không ngập nước. Đấy, máy số cực kỳ lành bền. Và cái dòng này là máy 1.4. Đấy, ăn xăng rất là tiết kiệm luôn. Dàn lốp Continental Contech 2020. À, lốp này. Đấy, lốp này là lốp 2019 nhá. Thì em này là được sản xuất 2020 thì là lấy lô của lốp 2019. Lô lốp vẫn còn dày. Đấy, ta lông còn và rãnh lốp nó còn dày như thế này. Đấy, lốp này thì các bác cứ đi thoải mái luôn. Mê lan bánh có 2,7 vạn mà. Cua lốp là không mục mọt chút nào này. Đấy, cua lốp là không hề mục mọt. Nhựa trước, nhựa sau của xe là nó không bị rách bục một tí nào. Đấy, toàn bộ tôn sườn thì đây. Đấy, cái này thì đảm bảo cho bác. Và sơn này là sơn zin nhá, sơn nguyên bản của hãng luôn. Đấy, không hề lệch màu, nguyên bản này. Và cái chất cửa, cái dòng này cửa nó đóng rất chắc. Đấy, tuy nhiên là xe thì vừa về xong bụi bẩn một chút thì em cũng chưa dọn dẹp gì đâu. Đấy, chỉ keo cánh của xe là còn nguyên này. Đấy, toàn bộ chỉ cánh của xe là còn ngon nguyên. Và tappy xe thì là cũng chưa dọn dẹp nên có những cái vết chảy nhỏ này. Cái này thì không vấn đề gì. Nói chung với cái tầm xe mà chạy được khoảng 3 năm thì cái đó là bình thường nhé các bác nhá. Nhưng mà được cái là xe là bản lề là chưa có tháo mở gì cả, nguyên bản luôn, từ sơn cho đến các cái phần bản lề. Đấy, ốc ác chuẩn chỉ luôn nhá. Và kính điện thì lên xuống nhẹ nhàng, hoạt động hoàn toàn bình thường. Em này thì được dán phim cách nhiệt là 2 lần. Đấy, nên là khi mà ngồi ở bên trong thì nhìn rất rõ ràng, nhưng mà nhìn từ bên ngoài thì gần như là không nhìn thấy gì. Đấy, nó rất là riêng tư. Và cái chống nắng, chống nóng của cái phim cách nhiệt rất là tốt luôn. Đấy, điểm cộng của chiếc xe là sàn của chiếc xe là sàn nỉ còn nguyên luôn. Đấy, các bác nhìn này, sàn nỉ còn nguyên luôn, chưa có động chạm gì cả. Đấy, và cái lót sàn này cũng là lót sàn zin của hãng đấy các bác nhá. Đấy, toàn bộ nỉ sàn này còn nguyên này. Đấy, và xe thì là ghế chỉnh cơ. Đấy, da ghế còn căng như thế này đây. Đấy, da ghế là còn căng này. Và phần vô lăng nhựa này. Đấy, nhựa là không có mòn một tí nào, còn nguyên luôn. Đấy, các bác nhìn toàn bộ các phần nhựa của vô lăng này. Đấy, còn nguyên nhá. Có túi khí an toàn tích hợp ở trên vô lăng. Và em này là bản có 2 túi khí.
Còn bản đặc biệt của chiếc xe này thì sẽ có 6 túi khí. Nhưng mà cái bản đặc biệt đấy thì giá của nó đã hơn cái bản này của xe là gần 70 triệu đồng. Đấy. Đặc biệt hơn 6 túi khí mà. Vâng, thế còn về phần toàn bộ chỉ keo cánh của xe là còn nguyên luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, toàn bộ chỉ cánh nguyên. Xe là không có khoan đục, không taxi dịch vụ. Đấy. Và tên tư nhân nhá, tên tư nhân chính chủ biển Cần Thơ. Đấy, bác nào muốn mua một chiếc xe đến từ thành phố Cần Thơ, muốn mua một chiếc xe giá rẻ mà lành và chắc, đấy, được đảm bảo thì đây là một sự lựa chọn không nên bỏ qua. Đấy, các bác nhìn ngay từ cái phần này nó còn nguyên bụi này, đã dọn dẹp gì đâu, xe vừa về mà các bác. À, nói chung là xe thì được bác chủ bác cái giữ gìn cũng tương đối là sạch sẽ, đấy, cẩn thận. Tuy nhiên là có những cái chi tiết bụi bẩn thì thôi, thì theo năm tháng thời gian rồi đi đường từ Cần Thơ về đến Dĩ An Bình Dương nó cũng là mấy trăm cây, thì bên nhà em cũng tí về là cho dọn ngay. Đấy, hệ thống đèn đằng sau này. Đấy, đèn trong ánh sáng rõ ràng và vẫn là sử dụng đèn halogen đấy các bác nhá. Em này thì trước là được bán tại VinFast Chevrolet Cần Thơ thì có lịch sử bảo dưỡng hãng bình đầy đủ. Nên là các bác cứ yên tâm, thoải mái nhá, không phải lo đến chuyện là xe có chính hãng hay không. Thì cái này được phân phối và là bảo dưỡng bảo hành định kỳ thường xuyên tại Chevrolet Cần Thơ. Đấy. Và phần cảng dưới đằng sau này các bác nhìn này, toàn bộ các cái phần sơn nhựa này, nhựa của xe là còn ngon nguyên nhá. Và không có xì tút xì tát bằng sơn đâu, nguyên nhựa luôn. Đấy, các bác chỉ cần nhìn cái chất nhựa là các bác có thể là biết ngay là xe nó có va quẹt đâm đụng hay không rồi. Nói chung là xe này thì bác chủ bác ấy đi thì nhiều, nhưng mà được cái là không va quẹt, thế là thành ra là chất xe vẫn còn rất là cứng. Từ các cái phần ốc này, đấy, từ phần ốc cánh này cho đến các cái chỉ keo, đấy, dọc cái cánh hậu đằng sau của xe là còn nguyên bản. Đấy, còn nguyên bản luôn. Ốc chưa ra dấu này các bác ạ. Đấy, toàn bộ dàn ốc là chưa ra dấu nhá. Và chất xe thì rất là cứng luôn. Đấy, hậu sau này. Đấy, các bác nhìn toàn bộ phần hậu sau này. Đấy, bản lề là chưa có động chạm, chưa có ra. Đinh hàn của xe là còn nguyên. Đấy, đinh hàn còn nguyên. Và các cái phần để mũ nón cũng như là các cái phần để hậu này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, còn nguyên này. Toàn bộ xe, chất xe vẫn còn rất là ok nhá. Và chiếc xe này thì em đang bán với giá rất là hời, chưa đến 300 triệu. Vâng. Nên là bác nào mà yêu thì mời các bác qua cửa hàng xem xe. Và nói chung là cọc dinh con này về thôi. Cái dòng này thì được cái để đi nó sướng và đồ nghề thay thế sửa chữa cũng rất dễ dàng. Hội nhóm ở trên Facebook, Zalo thì cực kỳ nhiều. Nên là các bác yên tâm là không bao giờ bị cô đơn nhá. Riêng những cái dòng này thì cái hội hè của nó lại rất là nhiều luôn. Nên là bác nào mua về thì các bác sẽ biết ngay là mình sẽ được gia nhập vào những cái hội, ví dụ như là hội hay thích VinFast Fadin, rồi hội yêu Fadin, rồi hội gọi là thi thoảng lại đi phượt cùng Fadin. Đấy, cái này hội này thì nó nhiều lắm. Đấy, thế nên là các bác cứ yên tâm là không bao giờ bị lo lắng và bỏ rơi. Và xe thì đấy, em vừa mới lấy ở trên núi về xong, rất là khỏe. Đấy, bác chủ ngày nào bác cũng lên dốc xuống dốc suốt ngày. Đấy, thế nên là về chất xe thì cứng đét luôn. Đấy, các bác nhìn này, quả dốc như thế này quá uy tín rồi còn gì nữa. Đấy, dốc lên tận trên này. Đấy, dốc cực cao luôn. Và dốc dưới này. Đấy, xe còn ngon, đấy, chất còn cứng, đấy, dàn ta lông lốp dép của xe đã còn nguyên này, đấy. Và bác nào mà yêu thì mời các bác qua cửa hàng xem xe nhá. Con này thì đăng kiểm đến tháng 6 năm 2025, máy 1.4 rất là êm và lành. À, mở kính tất cả các cánh để kiểm tra luôn, hạ kính này. Con này thì được cái là xe gia đình người ta không chạy nhiều nên là kính lên xuống rất là nhanh chứ không bị chậm ì như là những chiếc xe mà chạy dịch vụ. Đấy. Và dòng Fadin cũng là một cái dòng xe được rất nhiều người ưa chuộng vì kiểu dáng vừa là trẻ trung, vừa thiết kế đẹp. Đấy, cái thứ hai là độ bền bỉ. Thì VinFast Fadin cũng là một chiếc xe được chăm chút rất là tỉ mỉ, bền bỉ luôn. Đấy, đồ thay thế sửa chữa rất là dễ dàng. Máy 1.4, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 5.1 lít đối với đường trường, 5.7 lít đối với đường trung bình. Và đây cũng là một cái mức tiêu thụ rất là ấn tượng luôn nhá. Máy GM, máy của Mỹ luôn. Và máy thì zin, máy số thì zin, đảm bảo cho các bác là không có da mổ máy gì nhá, nguyên bản luôn. Đấy, máy rất là khô ráo và sạch sẽ, không có hơi thừa. Còn em này thì ắc quy đã được thay rồi. Và các bác cứ yên tâm là chỉ có việc là đi thôi. Còn toàn bộ tất cả các cái phần tai, tai hai bên của xe là còn nguyên. Đấy, tai đèn đây này, còn nguyên, đầu răng là không có đâm đụng nhá. Xe là đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng, va chạm, tai nạn, ngập nước. Đấy, không có đâm đụng luôn. Đấy, các bác cứ yên tâm về là chỉ có việc chạy thôi.
Đấy, các cái phần đầu này, logo dấu GM còn nguyên này. Và kể cả các cái phần tai, đấy, phần tai cabo của xe là nguyên bản, chỉ cabo là zin. Và các cái đinh hàn, đinh ốc của xe là còn luôn nguyên luôn. Đấy. Vâng, nói chung là với một chiếc xe cứng như thế này thì các bác cứ yên tâm là chất lượng thì không bao giờ phải suy nghĩ nhá. Và em Vũ Duy Ô Tô thì đang trên đường về. Đấy là bác nào mà yêu thì nhanh tay sang xem xe và trải nghiệm luôn. Rất vui khi được các bác có những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, gầm này các bác nhìn này, gầm xe nó như thế này chả mê. Vâng, nói chung là vừa rẻ vừa ngon và loanh quanh cái tầm đời cao mà giá rẻ thì VinFast Fadin vẫn là một sự lựa chọn số 1. Và với cái thời điểm này thì cái dòng này là một cái dòng xe rất giữ giá các bác nhé. Chỉ loanh quanh cứ trên 300, dưới 300 thôi. Chứ còn bán ra thì nó cũng chỉ loanh quanh âm 10 đến 20 triệu. Rất là rẻ so với các cái dòng Morning hay là i10 hay là Wigo. Đấy, là một những cái dòng xe Nhật nhưng mà thực sự giá cái tiền thì nó lại chênh rất là cao. Ok, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.